Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Đấy nhìn nào, con sinh được khóa sinh khóa đây. Chào mọi người nha, chào tất cả anh em. Hôm nay mình đưa anh em đi xem mấy con xe đi cày nha anh em ạ. Đi cày ruộng mà bị lốn rồi anh em ơi, bắt lầy rồi anh em ạ. Anh em xem nha, mình đang tìm cách để làm thế nào cho nó ra nha anh em ạ. Anh em xem clip này thì nhớ chia sẻ cho mình nha. Nó luôn nó chỉ quê à.
Ra rồi. Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Bơi rồi này. Nó qua chỗ đó nó lại sập xuống. Lên, lên, lên xuống rồi này. Chiều. Một vòng nữa. Một vòng nữa là ra nhá. Chỉ vô nằm một phút cuốn. Chỉ vô nằm một phút cuốn mà tốt đây ơi. Bắt đầu nha anh em ạ. Ui rồi. Kinh khủng quá. Ra rồi. Ra rồi. Ra là về rồi, không cày nữa. Về rồi anh em ơi, về rồi. Bó tay nhá, chuồng này bó tay nhá. Ra rồi. Ra rồi anh em ơi. Thế hả? Nó này mà chết hả? Lắc cứng rồi. 3 xe luôn. 3 xe còn xe to bó tay luôn nhá. Lớn quá đây. Thùng lốp này anh em ơi. Con này thùng lốp rồi. Thùng lốp câu trước rồi. Còn 9 ngàn nữa anh nhớ. Về nhá anh em ơi. Anh nhớ xem nè. Đường này thì bó tay là không cày được. Về đó anh em ơi. Chị muốn giả cao. Tôi đã con ngon quá. Con lũ lọt chứ không đánh bố xả chứ. Chị bối à. Bối xả bể rồi. Vì sai đây. Lên thử. Con tài này không đi sai. Hai con kia đang đùa về kéo nha anh em ạ. Ra rồi anh em ơi. Ôi giời. Về rồi nhá anh em ơi.
Hôm nay là bó tay luôn, không cày được nha anh em ạ, lớn quá đi. Xin mời anh em xem thì nhớ chia sẻ cho mình nhá, đăng ký để nhận video mới nhá anh em ạ. Cầu nha anh em ạ. Chết khủng nha. Bây giờ anh em đang cắp một khúc gỗ để kê cái cầu trước để đi nha, nó thủng lốp rồi. Kê một bên nha anh em ạ. Đấy, bây giờ kê thế này để đi ba chân nha. Đi ba lốp nha anh em ạ. Cái đầu thì đi một lốp, đi một bên nha, đi một bánh nha anh em ạ. Đấy, anh em xem nha. Kê thế này là nó cũng chống được, thì về đến nhà là cái lốp nó không hư nha anh em ạ. Xem nó rất khủng nhá. Đi ba bánh rồi, đi ba chân thôi anh em ạ. Rất khủng nhá. Xe đi ba chân nhá. Giờ là chuẩn bị đến cái đường nhựa rồi. Cái đường nhựa này, đường dầu nha anh em ạ. Clip này thì xin tạm thời kết thúc đây nha anh em ạ. Chúc anh em có nha. Xem thì cho mình xin một đăng ký nha.